Sau cơn bão, gia đình Tấm Cám đã bị lạc ở đảo hoang. Liệu họ có thể đợi đội cứu hộ tới cứu không? Các bạn hãy cùng xem hết video này nhé. Ta khát quá. Mẹ đâu rồi? Bảo ơi là Bảo, mày cứu mẹ tao đi đâu rồi? Tao đói quá, teo hết mấy cân thịt rồi. Cá, mẹ ở đây này. Nghe cái giọng quen quen nha. Cảm ơn mẹ đói quá, cảm ơn. Mẹ, anh chị ơi, em tìm thấy mẹ rồi. Mẹ. Mẹ. Con ơi. Ôi trời ơi, mẹ. Khát nước quá. Mẹ ơi. Đói quá. Cô gì ăn không? Ôi, chết đây rồi. Ôi, mẹ ơi, đau quá. Con mà, con lại tắm đi. Mình đừng tàn sát nhau như thế mà. Ừ nha, ôi xin lỗi, mẹ đói quá, mẹ hoa mắt. Mệt quá, đói. Con không thể chấp nhận được cơn đói khát này. Mình phải đi tìm đồ ăn. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Ôi, tôm hùm. Cô hoàng đế này, vì cá mập kìa. Bào ngư. Mất rồi. Các con, theo mẹ. Xin đồ. Xin đồ, xin đồ, xin đồ. Mệt quá chủ nhân ơi. Em đói nữa, em không chịu được rồi. Các người phải đi kiếm nước cho ta. Xin đồ, xin đồ, xin đồ. Ai nói vậy? Này. Xin đồ, xin đồ, xin đồ. Chúng ta phải đi theo bọn họ thôi. Đi thôi chủ nhân ơi. Chắc chắn sẽ có đồ ăn. Đúng rồi, đi đi, đi đi, đi đi. Đi đi, đi đi. Ôi đói quá, đói quá. Xin đồ, xin đồ, xin đồ. Đứng lại. Nghiêm. Sao mẹ đói mà mẹ nói to thế? Hay là mẹ giả vờ à? Mày nhìn mặt tao giống giả vờ lắm hả? Đấy. Bảo đảo đồng chí mẹ. Ở đây toàn cá với cây cối, cây cỏ thôi. Không có gì đạo đâu. Lấy gì mà ăn đây? Đúng rồi đấy. Hay là mình hút cá, đem về bán, lấy lời. Thế là được một biển đồ ăn. Cám, mày là con mẹ mày chả giống mẹ gì cả. Bây giờ đồ ăn thì khan hiếm, không có gì bỏ bụng thì xúc cái cát này về. Làm cái gì? Có ích gì không? Về được nhà thì tao ở đây làm cái gì? Nha. Hả? Cái gì? Mẹ ơi, con nghĩ bây giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm đồ ăn nó mới dễ được. Chứ tóm lại hả? Không ăn thua. Đúng câu mẹ định nói đấy. Ừ. Làm thôi. Mày hướng kia. Đi nhanh thế. Mình đào ở đây. Này, chúng mày chia đi, ra. Đi, đi, đi. Trời ơi, ở đây sao toàn hoa ấy lợn thế này? Không có cái gì để ăn đâu. Chẳng hạn như dây khoai. Giống mẹ, ông mặt trời. Miệng ông cười thật tươi. Mắt ông thì màu đỏ. Ông dạy cho cháu hát. Cát, mày không biết bên à còn hát. Mày hát tao đau đầu quá. Mẹ này đúng là già nhưng mà khó tính. Bây giờ mình đói, mình phải hát lên, mình phải hiu đời thì nó mới quên đi cơn đói, quên đi cơn khát. Chứ mà cứ cầu có đi tìm đồ ăn như mẹ thì còn lâu. Đây 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 đây. Con cái hở tí ra là cãi mẹ. Đã thế nha, tí tao mà tìm được gì ăn á, còn lâu tao mới cho mày. Chủ nhân ơi, đi phải đuôi bọn này. Bị ổn áp hay không? Đúng rồi đó. Từ từ thì mới biết được chứ. Mà em đói lắm rồi. Các người nói bé thôi. Bọn chúng nghe bây giờ. Im lặng. Cái gì nhờ? Hay là bọn búp bê đi theo mình? Biết rồi. Ta đã bảo các người. Hả? Đi rồi, đi rồi. Lên, 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 nhanh. Đi đi. Ui. Khẽ thôi. Chạy nhanh lên. Cái gì đấy? Sao mẹ chạy như ma đuổi thế? Nhanh lên. Đi 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 đi. Hướng này, hướng này. Nhanh lên. Ui, có nước rồi mẹ ơi. Nước sạch, nước sạch. Hả? Nước, nước, nước. Lấy nước. Đúng rồi. Ui, bao nhiêu lâu nay không được uống nước, khát rã họng. Nước đây, sạch lắm. Uống đi con. Ngọt lắm cá mà. Úi trời ơi, thế mình phải uống hết con sông này mới được. Có nước rồi. Lên 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 lên. Mát quá. Đó. Uống được nước, thấy khỏe hẳn người ra. Hết cả người. Uống rồi, uống rồi. Khéo đi mà. Ba, hai, một.
ơi, đứa có vấn đề rồi. Trời đất ơi, em đau quá. Ta cũng không biết được có chuyện gì xảy ra vậy. Đây này, ôi sợ hãi uống con là đúng rồi. Hả? Để coi nhà gì kìa. Các ngươi dám lừa ta. Còn ở đấy mà kêu à? Kêu nữa. Không đi chữa đi. Khả năng xanh cổ. Ông ta đó. Chứng mà đời không hơn về đá. Đúng rồi. Biết nghĩ à? Thôi mẹ, đi kiếm đồ ăn. Lao xuống sông, bắt mấy con cá lên chứ. Đấy. Hả? Mày lội xuống sông làm gì chứ ướt người ra. Đồ ăn đây chứ đâu. Khoai đó mẹ. Ngon quá đi. Thơm quá. Khoai ở đây nè. Ui, lá khoai. Ui, đây rồi. Có lá khoai mà sao mãi chả thấy nha. Đây rồi. Mẹ, mẹ, mẹ. Chạy đi, nó đến rồi kìa. Đấy, thôi bây giờ tìm hai đứa kia cho chúng ta ăn cùng, không đói. Dạy ơi. Cái gì? Có mỗi hai củ, chia bốn. Thằng nào ăn, thằng nào nhịn. Ừ nha, thế này mẹ con mình sao no được. Con với mẹ ăn thôi. Lên kia, lên kia nướng ăn thôi. Anh Hoàng ơi, đồng không mông quạnh thế này thì tìm đâu ra đồ ăn và thức uống chứ. Ta cũng đói lắm. Giờ đồ ăn ở đây chứ đâu nữa. Mình sẽ không lo thiếu đồ ăn nữa. Em yên tâm, hãy tin ở ta. Giang, cố lên, chúng ta sắp có đồ ăn rồi. Ai ôi mà. Ta phải giải quyết xong, ta sẽ đi trả thù mẹ con cá. Em đau bụng quá. Trời ơi, đau bụng dài. Nhìn chút kìa, đang câu kìa. Quấy. Chủ nhân ơi, trong vỏ kia chắc chắn sẽ có cá. Đúng, đúng. Nhưng để em đi tiếp cận nha. Đi. Chủ nhân ơi, em có cần rồi. Chủ nhân hay ơi, quá. Có cần, có cần. Cái này đâu vậy? Nhanh, 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 nhanh. Cẩn thận đi. Kéo, 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 kéo. Nhanh, nhanh. Lẹ rồi, múc đi. Đứng lại, bắt lòng mày chết. Cảm ơn. Thơm quá, hình như hơi chín rồi đấy. Mẹ. Cái gì? Thế này mình có ích kỷ quá không mẹ? Ích kỷ cái gì mà ích kỷ? Mày bảo mẹ là chỉ hai mẹ con mình ăn thôi, kệ bọn nó còn gì. Lo thân mình đi. Đúng kệ bọn nó. Mình lo thân mình thôi. Ừ. Mẹ. Mẹ có nghe tiếng gì không nhỉ? Đứng lại. Đứng lại cho ta. Đứng lại. Ủa? Nhẹ ra nhẹ.
Thằng này, đưa đi. Cô nào ăn rồi? Dạ hết ra. Nhanh lên, phải với em. Cấp báo, cấp báo. Cơn bão đã biến mất, con đường cứu hộ đã được thông thoáng. Mời những người gặp nạn di chuyển đến nơi an toàn và ra tín hiệu cứu tôi. Đừng về nhà. Về nhà. Đợi con nữa. We are family. Một hàng dòng tập hợp. Một, hai, một, hai, một, hai. Báo cáo mẹ, sĩ số đầy đủ. Chào các con. Hôm nay chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Báo cáo đồng chí mẹ, nhiệm vụ là gì đấy ạ? Mẹ nhận được một thông tin, đó chính là khu rừng này rất nhiều kho báu có giá trị. Vậy nên các con biết phải làm gì rồi chứ? Đi tìm kho báu. Cả nhà mình quyết tâm không? Quyết tâm. Đi. Một, hai. Mấy đứa nhìn bản đồ đi, xem là nên đi hướng nào. Theo kinh nghiệm đọc bản đồ 24 năm của con á, hướng đó là hướng Tây. Không, phải là hướng Âm. Âm gì? Âm Tàu Địa Phủ, âm dương cách biệt. Trời ơi. Cái con này, mày chỉ nghĩ linh tinh là giỏi thôi. Đúng rồi đấy. Đi hướng Bắc. Lại hướng Bắc. Nó là hướng Tây, sao lại hướng Bắc? Mình nói đúng mà nhỉ. Em gái à, hôm nay anh sẽ nấu cho em một món rất là đặc biệt. Là món gì thế? Bún chả. Đúng là món khoái khẩu của em đấy anh ạ. Anh nấu đi. Bật bếp xong, anh sẽ pha nước chấm cho em. Anh làm nhanh lên nhé, em đói lắm rồi đấy. Tiếng gì vậy? Mẹ ơi. Lên đi. Chúng mày là con bất hiếu. Mọi người còn ở đây mà cãi nhau nữa. Thôi chạy đi. Chạy nhanh lên. Con người sao lại dám vào đây? Chắc chắn là không có ý tốt rồi. Bọn mình phải làm cách nào tóm gọn bọn chúng thôi anh ạ. Ôi dồi. Mẹ chút ơi. Mẹ bên kia đi. Đây hả? Bảy ba. Mẹ bảy, chúng bảy ba. Ôi dồi, bảy bốn. Sao bốn nha? 91. Bằng con 9, mẹ 1. Mẹ già rồi. Ăn ít thôi. Hả? Chúng mày con ai mà khôn vậy? Thôi được rồi, mẹ chấp nhận 1%. Mẹ nhanh gọn lẹ, xúc đích. Cái con hổ kia con làm thịt nó luôn. Bằng luôn đi. Đẻ được bọn con này mát lòng mát dạ thật. Này, con hổ bé con kia. Mày gừng tao á? Tao gừng lại luôn. Ủa mày không sợ tao à? Thế này mà đòi nhận 9 phần. Ngon gì cả. Nhìn này. Ôi trời ơi. Chạy đi. Chết đi. Đóng trên kia. Ta hạ được nó rồi. Tiếng gì nhờ? Mẹ coi sao chứ, đi như vậy mãi không tìm được. Không tìm được là do tao à? Này, thế lỗi là do mẹ à? Cầm đi, ăn nhiều đi, nhiều đi. Tao ăn có 1%, tao đi ít. Nhớ đó, con mà tìm được ha. Ok. Chỗ nào bây giờ ta? Mẹ cầm cái này, nó toàn
ăn hiển thị hình đầu lâu này. Thế bây giờ chúng mày ăn 9 phần, tao ăn có 1 phần thì tao chỉ lấy thế thôi chứ. Còn đòi hỏi cái gì? Mày cho mày ăn nhiều phần đi thì bản đồ nó to hơn. Mệt lắm rồi, bụng con đang đói đây này. Suốt ngày đói đói. Ui cha, mùi mày gì đây? Mày ngửi thấy mùi gì không? Có. Hướng này đây. Em gái, em có tìm được chúng không? Em không anh ạ. Em tìm cả quả đồi này rồi mà không thấy chúng nó anh ạ. Thôi kệ tụi nó đi, bây giờ anh đói rồi, mình ăn trước đã. Giờ nấu món nào trước vậy em ha? Thế mà anh bảo là nấu ăn cho em à? Vậy thì bây giờ làm thế nào hả anh? Chẳng lẽ nhịn đói à? Hay là chúng ta cứ trộn hết vào cho nó nhanh ha? Ý Liệu... trộn vào là phí đồ ăn đấy. Ôi giời, hai người món này là phải cho thợ này nấu nó mới đẳng cấp. Đúng rồi, là MasterChef quốc gia thì 5 chương trình nổi tiếng đấy. Cô biết không hả? Hả? Ta nhìn hai người quen, có phải là mấy người lúc nãy không? Ui, đúng không? Không phải. Mẹ con ta là người mới đến đây để du ngoạn vùng đất này, làm sao mà quen được? Tin tưởng được không đấy? Được chứ sao? Ha ha, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ta giao cho các người, món này không nấu được hả? Nhớ đi. Biết rồi. Đi đảm bảo ngon, đi ra kia ngồi đi. Làm đây. Đấm bắp. Ta sẽ hướng dẫn các ngươi làm món bún chả Hà Nội nhé. Trước tiên chúng ta phải có 500g thịt xay. Nguyên liệu gồm có chanh, ớt, tỏi, hành tím, đường, tiêu, mắm, dầu ăn, muối. Không thể thiếu đó chính là bún, dưa cà rốt và su hào. Ha, nhìn cũng chuyên nghiệp đó. Chuyên nghiệp mà. Đầu tiên các ngươi phải trộn thịt băm đã nha. Cho hành tím vào, cho một ít muối, một ít tiêu, một thìa đường. Sau đó trộn đều vào. Wow, hấp ngon quá mẹ ơi. Wow, cũng dễ biết. Cảm, bật bếp cho mẹ. Bật lên. Được rồi đó mẹ. Dầu ăn đã nóng, ta sẽ vo viên nha. Được đó. Viên to thế mẹ. To cắn cho nó ngập bụng. Đây, các người nhìn thấy sôi kìa. Thơm chưa? Wow, thơm quá. Thơm rồi đó. Wow, nước mũi rồi. Trong lúc chờ thì ta hướng dẫn các ngươi làm nước chấm nhé. Làm nước chấm cho ta xem coi. Đầu tiên cho 2 thìa đường nha. Rồi sau đó là nước lọc. Khuấy đều cho đường tan ra. Sau đó đổ nước mắm vào. Cho đây, cho đây nè. Nhanh lên. Đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho chanh vào nha. Cho tầm 1 quả. Chỗ này 1 quả là đủ rồi. Ớt. Sau đó thì cho tỏi ớt vào nha. Cuối cùng thì cho dưa vào. Này cái bà MasterChef kia, sau đợt này ta sẽ giữ bà ở đây nấu ăn cho ta suốt đời. Mày không hớt được bao con trai. Ê, không được đâu. Ta còn có con ở nhà, ta không ở đây được đâu. Ngươi giữ mẹ ta thì ai ở nhà nấu cơm cho ta chứ? Đúng rồi đấy. Không sao hết, cứ ở lại đây, chúng ta là một gia đình. Đúng rồi. Mời đi. Mời đi, ngươi mà bảo ta ở đây nữa, ta đi về đấy. Đi về. Thôi, ta trèo tí thôi. Chàng ơi, đường cứ vòng vào vòng vèo này, biết đi đường nào đây? Cứ đi theo bản đồ, thế nào cũng tới đích. Mình cứ đi thẳng là tới. Hướng này. Đi. Wow, bọn ta làm xong rồi đấy. Được. Ngon đó. Thế. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Wow, được đó. Ha, khai tiền thôi ha. Chị. Chủ nhà ăn các người ở đâu đấy? Đi theo ở bọn ta. Kìa. Đi theo đi, bọn ta. Đi theo bọn ta. Giờ mời các người thưởng thức ăn luôn. Này. Hả? Cái gì đây? Không phải ăn à? Hai cái người này đúng là đồ nhà quê. Để bọn ta hướng dẫn cho cách ăn nha. Đầu tiên. Múc nước chấm vào bát. Sau đấy gắp bún cho vào bát. Tiếp tới là gắp thịt cho vào bát. Sau nữa gắp rau cho vào luôn. Hiểu chưa? Bây giờ ta hướng dẫn cho cách ăn nhé. Ngoạc cái mồm to ra. Cắn một miếng nào. Sau đó gắp bún phụ miếng rau. Hết nước chấm. Thì ra là như vậy. Đúng rồi, múc đã. Đúng rồi. Mời các người thưởng thức. Ngon vậy. Mình đúng là đầu bếp số 1. Trời ơi. Ôi, ta mệt quá. Không biết chừng nào mới tới. No căng bụng quá. Đấy, lần sau cứ thế mà làm nha. Được.
Bây giờ no nê rồi, tụi mày phải ở lại với tao đó. Kéo nè, sao hai người lại ở đây? Cái này là ai? Em gái ơi, người quen. Không phải gia đình lúc sáng không? Em cũng thấy thế anh ạ. Hai mẹ con không tìm kho báu hả? Sao lại ngồi đây? Ừ nha. Trời ơi, ngủ rồi. Quên rồi. Điều quan trọng thì quên mất. Trong lúc bọn con hay là mệt mỏi, hai người lại ngủ thế à? Bọn ta xin phép đi tìm kho báu nha. Bye bye. Này, kho báu cái nổi gì? Chính là cái đống thịt này ta đào lên rồi. Các người dạng đâu đây rồi đó. Đây là kho báu á? Đúng rồi đó. Ở chỗ bọn ta gọi đây là kho báu. Hả? Ôi trời ơi, mất một ngày đi tìm kho báu rồi. Hóa ra món bún chả là kho báu của những người trên núi à? Wow. Ai mua cơm đi? Cơm sạch, cơm bình dân đây. Ai giờ mua cơm? Cơm đạt đủ 3 tiêu chí: ngon, bổ, trẻ. Vừa ngon vừa trẻ đây. Ai cơm đây? Cơm nóng, cơm ngon đây. Bảo đảm là trẻ hơn bên kia. Cơm đây. Tiền nào của đấy thôi. Bên này đảm bảo vừa ngon vừa trẻ. Đúng là rồi đó. Vừa bổ nữa. Ai cơm đây? Cơm đây. Này, các ngươi vừa nói cái gì? Cơm của các ngươi á còn lâu mới ngon bằng cơm của chủ nhân ta. Dám cạnh tranh với ta ư? Lần sau ấy cơm đừng bao giờ dám cạnh tranh với cơm của chủ nhân ta, biết chưa? Các ngươi đi thôi bạn. Các ngươi thật là quá đáng mà. Cơm bẩn hết rồi chàng ơi, biết phải làm thế thôi nào không bây sao giờ? Nàng đừng khóc nữa, đi về phu mẹ. Đi về mách mẹ. Các ngươi làm tốt lắm. Rõ ràng. Ai mua cơm đi? Cơm ngon bổ trẻ, cơm mình dân đây. Mọi người vào ăn cơm đi. Mùa năm nay qua nhà mình bội thu này. Mẹ ơi, là kiếm mẹ được nhiều lắm đây. Hả? Thế làm sao? Mẹ ơi, em cảm ơi, Harley nó phá hết gian hàng của mình rồi. Bây giờ không còn đồ để bán nữa, không kiếm tiền được nữa. Tết này biết lấy gì để tiêu đây? Cái gì á? Phá hết gian hàng của mình, thế là Tết này lại không có tiền tiêu. Tiền sự cái con Harley này. Ôi, để con trai biển cổ nó ngược ra nhà làm sao? Nhà mình cũng đâu có nghèo đâu. Nhà mình còn có kho báu mà. Hả? Kho báu quá. Kho báu quá. Đúng vậy, chúng ta đi đào kho báu thôi. Đi. Mọi người đi theo mẹ. Kho báu, kho báu. Nhanh vào trở lại thôi. Kho báu sao? Chúng phải thuộc về ta. Ở ngay đây thôi, kho báu nhà ta to lắm. Đâu ạ? À? Con từ bé tới giờ con mới nghe mẹ bảo nhà đúng mình có đấy. Kho báu đấy. Nhà ta đầy kho báu. Ê, các người mau chia ra để xem mụ ta giấu kho báu ở đâu. Dạ dân. Rồi đi. Thở không ra hơi. Này mẹ ơi, sắp đến cái chỗ mà mẹ cất giấu vàng chưa? Chưa chứ con cũng thấy mệt lạ rồi. Sắp đến độ, cố lên các con. Kho báu ở gần đây thôi. Cục nhanh tay lên. Ok bạn ơi, người ở đây canh chừng nhé. Ta ra kìa báo cáo với chủ nhân. Các ngươi mà đi qua đây á, chỉ có con đường chết thôi. Mà mẹ ơi. Cái gì? Kho báu, có cái gì quan trọng không? Mà sao ông bà giấu kỹ thế? Ôi dồi ôi, ta cũng có biết đâu. Thằng bố mấy đứa chôn ấy chứ. Mẹ chỉ biết là bố mấy đứa bảo mẹ là có kho báu thôi. Mệt quá. Cố lên, vì kho báu, vì tiền. Đúng rồi đấy, chứ không là con ở nhà ngủ từ lâu rồi đấy. Thôi cố đúng lên rồi đấy ạ. Vì kho báu, rồi. Cố lên mọi người. Các người sắp dính bẫy rồi. Đúng là trùi mũi, ở đâu cũng thấy có, mẹ nhỉ. Các con cẩn thận đấy, thôi đi. Chỉ cần ta đút cái này là các ngươi sẽ dính bẫy của ta thôi. Sao mãi chẳng đến. Cố lên mọi người. Mẹ đúng ơi, vậy? Con sắp không cố được nữa rồi. Thời cơ đến rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Hả? Tại sao các ngươi lại không dính bẫy của ta? Bọn ta biết ngươi và chủ nhân của ngươi đang theo dõi bọn ta rồi. Đúng vậy. Đi chết đi. Cảm ơn con giả mang quá. Được lắm. Điên em. Thằng này là phải giả mang như thế. Đi thôi em. Đúng là đồ vô dụng mà. Thằng này ăn hại lắm chủ nhân ạ. Việc này chủ nhân nên giao cho em. Được. Thế thì mau đi đi. Đừng làm ta thất vọng đi. Chủ nhân cứ tin tưởng ở em. Ta sẽ giằng cái bẫy này ở đây. Các người có mà chạy đằng trời. Nhanh lên mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, sắp tới chưa? Chứ còn mệt lắm rồi. Mọi người ơi, tới đi. Mẹ cũng mỏi lắm rồi. Đúng rồi, cứ đi vào đi rồi. Mẹ ơi, sắp đến giờ ngủ của con rồi mẹ ạ. Mày có làm gì đâu mà đòi ngủ. Nhưng mà buồn ngủ lắm rồi. Dẫm vào đi, dẫm đi. Tâm ơi, cố mày lên. Xuống cổng mẹ đi. Không có, ở trên này mệt lắm. Hả? Chết này. Ủa,
Tâm ơi, Tâm nàng cũng con đi cơ mà. Để chân ta rồi. Cái gì đây, cái cô gì ta giới, có ai không? Quá ra là lính của Harley. Nó lại định hại mình mẹ ạ. Quánh nó. Cô ta giới, nàng đừng có này. Chết đi. Này thì chắc bảy tuổi này này. Cho người chừa này, cho người chết. Đúng là con lợn xanh lè. Thôi mẹ ơi, nhanh lên, không trời tối mẹ. Thôi đi thôi mấy đứa. Mẹ ơi, sao tự nhiên con đánh người xong thấy đỡ buồn ngủ mẹ? Đúng là một lũ vô dụng. Gia đình Tấm Cám, các ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Đây rồi, đây rồi. Đây là chỗ mà bố mẹ từng hẹn hò với nhau biết bao nhiêu năm tháng đấy các con ạ. Thế con được sinh ra ở đây hả mẹ? À thôi, cái nhà mình đào đi, đào đi. Thôi đào đi nào. Mình à, hôm nay tôi mới có cơ hội lên đây để ôn lại kỷ niệm với mình. Nhớ mình quá. Tấm ơi, thế là Tết năm nay nhà mình lại ấm cúng rồi. Ta lại có tiền để cho dân rồi. Nhớ mình quá. Đây rồi. Cái trong này là giải sách đô la đấy mẹ nhỉ? Không, trong này là cả một chuyện kho báu. Có gì mà mấy đấy các con ạ? Nhưng quan trọng là Tết năm nay là bánh chưng nhà mình có thịt rồi. Ở đâu rồi? Vừa nãy ở đây mà. Là sao nhỉ? Này con kia, kho báu này sẽ là của ta. Hả? Lòng. Mẹ ơi, sao lại là lòng? Đúng là hết lòng gì mẹ. Quá trời, đó là tấm lòng của bố mày dành cho mẹ. Cái gì thế này? Thế thì đưa trả cho ta đây. Trả ngươi. Chẳng trả chứ còn gì nữa. Đúng là tấm lòng của mình. Thế còn bao nhiêu thế này thì làm giàu kiểu gì? Chưa kể là để lâu nó còn thối rồi. Để lâu á? Mẹ có cách rồi, mấy đứa cứ yên tâm. Cách gì? Thì tí nữa biết. Biết làm gì với bộ lòng bây giờ? Hôm nay mẹ đẻ sẽ hướng dẫn các con và mọi người món lòng nhồi hành nướng, cực kỳ đơn giản mà lại thơm ngon nữa chứ. Đầu tiên chúng ta phải có lòng. Lòng này mẹ kẻ đã làm sạch sẽ thơm tho rồi nhé các bạn ơi. Tiếp đến sẽ là hành lá, gói gia vị ướp thịt. Mẹ kẻ còn mua thêm xúc xích với ớt chuông ăn cho ngon chứ heo thì nữa đấy. Chuẩn luôn. Tiếp đến là dầu hào. Ai ăn được cay thì thêm sa tế nữa nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu và làm thôi. Mẹ ơi, làm nhanh đi, còn háo hức thằng Quang không? Dạ. Đi nhóm bếp cho mẹ. Yes, lên sir. Chứ còn đi nướng. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Đầu tiên mẹ ghẻ sẽ đổ nước sốt vào nhé. Tấm, lấy cho mẹ chai dầu hào. Cho hết tất cả vào luôn. Rồi Tấm đổ cho mẹ 2 muỗng dầu hào vào đây. Dạ chân ạ. 1, 2. Rồi dầu hào giúp tăng hương vị cho lòng. Ôi, đấy các bạn ạ. Mới ngửi thôi mà ngon quá. Cái này có thế mà cũng không làm được. Còn với chàng trai 18 tuổi đầu sắp lấy chồng tới nơi rồi mà chẳng làm được việc gì cả. Mẹ cũng không bốc được con ạ. Chúng ta phải cho vừa vừa thôi nhé. Ai ăn được cay thì có thể cho nhiều hơn chút. Được rồi. Giờ thì trộn đều tất cả mọi thứ lên cho gia vị ngấm vào trong lòng nhé. Sau khi ướp lòng 15 phút thì chúng ta bắt đầu nhồi nguyên liệu vào nhé. Chưa xong mà còn cứ nuốt nước bọt ưng ức. Cám với Tấm nhìn mẹ làm để lần sau còn biết mà làm nhé. Các bạn ơi, có làm thì mới có ăn. Lát nữa gấp cho đỡ ngại. Mọi người nhồi hành vào bên trong như thế này nhé. Wow, nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Thế thì con cũng phải tập làm mới được. Sau đó mình có thể lấy cái này để chứ chuẩn đấy con ạ. Các bạn ơi, các bạn có thấy mình khéo tay không ạ? Tuy mình ăn hại xíu, nhưng mà có ăn thì cái gì mình cũng làm được hết ấy. Sau đó chúng ta sắp sẵn ra dĩa đồ chuẩn bị đem đi nướng thôi. Mẹ ơi, thằng Hồng rồi. Lên đồ thôi. Ok con, mẹ tới đây. Xong hết nhanh rồi. Nhanh lên đem đi nướng thôi. Đó, giờ chúng ta xếp từng miếng lên trên dĩa nướng để nướng rồi chuẩn bị ăn thôi. Ui, nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Thơm quá mẹ ơi. Đúng là tấm lòng chứ của còn bố sao nữa. Thật. Món gia truyền nhà mình đấy. Wow, lòng bố bao la như trời với hồi. Tự nhiên chúng ta lại biết thêm được một món mới chàng nhỉ. Ừ, ngon thật đấy. Đây, mẹ còn mua thêm mấy cái xúc xích. Trong lúc giờ này thì mẹ sẽ chiên lên, ráng lên để ăn. Wow, thơm quá anh Hoàng ơi. Thơm thật đấy. Giờ thì chúng ta lại biết thêm một món mới. Nhìn để bán miếng lòng đang nướng xèo xèo kia, ta lại thấy nhớ bố chúng mày. Ôi trời ơi. Mẹ đừng nhớ đến những chuyện cũ đó nữa. Thế tí nữa mà đưa lòng bố vào trong lòng mẹ đi, để hai ông bà cảm nhận được tấm lòng của nhau. 15 phút sau. Wow, chín rồi mẹ ơi.
Mẹ cắt ra đi. Đúng để rồi con mẹ ơi, để con phụ mẹ. Wow, thơm quá. Để con phụ mẹ một tay. Ái dù ui, ngửi thôi mà nhức cái nách. Các bạn ơi, nhìn nó có hấp dẫn không này. Thơm quá mẹ ơi. Còn nút nước chảy ừng ừng rồi mẹ à. Xúc xích phù mai. Wow, thơm quá. Gia đình tắm cắm tụi mình đã xong rồi các bạn ơi. Giờ thì mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nhé. Ăn thôi. Ui, nóng. Thơm quá. Ồ. Đây, mẹ cho Hoàng cái này. Thôi, con ăn cái này to hơn. Mời các bạn nhé. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Ăn lòng mà như phô mai kéo sợi ấy. Ngon quá mẹ ơi. Ngon quá mẹ ơi. Các bạn ơi, hướng dẫn của tụi mình. Hả? Các người có lòng, ta thì có cơm. Thôi thì cho ta góp ít ăn cùng với nhé. Chứ từ nãy bên ngoài ngửi thơm quá. Eo, thấy vừa nãy đứa nào kêu ôi ôi. Ờ đúng rồi đấy, vừa chê dữ lắm cơ mà. Cũng đã chê mà lại thấy thơm à. Mà chắc chắn là món này của chúng ta sẽ bán đắt hàng hơn của Harley cho mà xem. Ta hứa sẽ không bao giờ làm gì xấu xa như ban sáng nữa. Có chắc không chắc đấy? Không? Chắc thề đi. Ta thề. Thôi được rồi. Thế thì mời bán hàng là phải cạnh tranh công bằng biết chưa. Cái cơm của ngươi cuộn thêm một miếng xúc xích của ta, xong cắn thêm một miếng đậu kẹp đập đập đập. Ok đấy. Ăn thử đi. Ngon thật đấy. Ngon thật đấy. Các bạn ơi, nếu như các bạn cảm thấy món hành nhồi lòng này của tụi mình đặc biệt, hay những món ăn nào khác các bạn cũng thấy đặc biệt, thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Giờ thì bye bye. Ngon quá, ngon quá. Vô một cái nào. Vô. Vô. Mẹ làm sao? Làm sao? Mẹ phải nói cho mẹ biết chứ. Ở nhà nằm điều hòa rõ sướng không thích, lôi nhau ra đường, cắm dây chạ trại, để cho côn trùng cắn cho tuét cái mỏ ra. Đi tuét tuét cái đầu mày, cứ nằm ườn ở nhà cho nó ì hết người ra à? Hả? Đi, ì một tí thì làm sao, nhiều tí mới là vấn đề chứ. Suốt ngày cãi, còn chứ chẳng cái. Mẹ. Cái gì? Giác quan thứ 6 của con mách bảo, hình như có ai đang theo dõi mẹ con mình á. Hay là có ma nhỏ? Mấy con ma rừng, ma lưu lạc á. Mẹ. Ở đây xem phim nhiều quá nhớ à. Ở đây làm gì có ma. Mày xem ma ít thôi. Đi. Ma mèo mang đi. Mày không muốn đi thì nói luôn đi. Còn lý cháu gì. Đến nơi rồi. Nơi này hợp lý đây. Phong cảnh hữu tình, nhiều cây xanh. Hữu con khỉ, rõ là mệt ăn. Đi đài. Ôi trời, nhỏ quá. Nhà có bồn cầu không đi, để đi lên đây này. Nhọc quá đi thôi. Khám, sao tao thấy lúc nào mày cũng đi tè hết vậy? Thằng mày vấn đề à? Vậy đi khám nha. Sắp ra rồi là sắp ra rồi. Chắc ở đây không có ai đâu nhỉ. Tạm ở đây vậy. Sợ đầu nguồn thế này, mấy thằng cuối nguồn chắc vui phải biết đấy. Tắm sân đi lắm chào. Hình như có ai đang nhìn thấy nhở. Làm gì có ai đâu nhở. Chắc không có ma đâu. Cám, em làm gì hét to vậy? Giận hết cả mình. Ngồi đây làm gì đấy? Giọng con cám mà. Con ơi chuyện gì đây? Làm sao đây? Anh Hoàng, nhìn trộm coi đi dễ sơn. Thằng Hoàng, em nhá, em ăn gì thì em ăn nhá, nhưng không được nói phép. Mà sao hai người đi cắm trại không rủ con? Tắm đi công tác, con ở một mình rõ chán. Chán gì mà chán? Ở nhà thì ăn tôm hùm Alaska, hải sản thì đầy mồm để kêu chán. Đấy là mẹ không biết thôi. Ăn nhiều quá cũng không tốt. Đẹp thế nha. Mẹ ơi, hôm nay con sẽ xuống phòng nấu nướng. Được.
vậy? Con mang được mỗi cái chân. Đồ ăn đâu mẹ? À, thế mẹ bảo là lên đây ngủ chơi đội mới thôi mà, chứ có ăn uống gì đâu. Mang mỗi cái chân. Ngủ gì mà ngủ? Ôi thôi chết rồi. Sao lại chết? Ôi trời ơi, bánh kẹo chuẩn bị xong hết rồi. Con này làm gì lâu thế nha? Cam ơi. Cam. Dạ. Cam. Đây rồi, gọi nhiều quá đây. Mày rất là mất thời gian nha. Xong hết chưa? Rồi. Thế thì đi. Đi. Quên mang rồi. Thôi, bây giờ đi bến đó là để đi sinh tồn, là phải đi khai thác. Chứ mày, nhớ sáng lên mà tự đi tìm đi. Rồi. Nhanh 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 nhanh, đi tìm đồ ăn. Đi con, đi tìm đồ ăn. Đi. Lại phải đi tìm đồ ăn nữa. Đi. Đi đây à. Đi đây à. Đi. Ôi giời ơi mẹ ơi, con chỉ thấy toàn là cây với cả cỏ thôi. Bò đâu mà ăn cỏ. Mày cứ tìm đi, chắc chắn sẽ thấy. Đây nè, mẹ tìm được quả thông nè. Mẹ thấy ôi mà. Cây này ăn được nè Cám ơi. Ăn được nè. Ăn xong rồi con đào hố cho mẹ nằm ngay tại chỗ luôn. Muốn ngồi này mà thêm chất gì xây thì hết nước chấm. Mẹ, giờ có cách gì không? Có. Mẹ thơm ngon dài. Cô ca mạ ơi, ở rừng này mà còn có cả ghế đẹp nữa. Mà không cơ độ quyến rũ này. Được lắm con gái. Ra đây.
người hãy yên tâm, con sẽ an táng mọi người. Con sẽ an táng mọi người. Thật là chu đáo. Cảm ơn. Nói đi chưa? Đi rồi mẹ ơi. Kể của con hay đấy Cám à. Ôi trời chuyện. Xong rồi. Còn có cá, con cá đó. Mẹ banh mồm nó ra. Ôi xin lỗi mày. Xong rồi, giờ mẹ con mình giải chết, thế là xong. Giờ đi về thôi mẹ. Dạ ngủ thôi. Mẹ ghẻ, em Cám, anh không tìm được bức ảnh nào đẹp hơn nữa. Hai người dưới đấy, sống còn chết thì nhờ phù hộ cho anh em nha. Đúng là căng cơ bỗng trùng quá. Mẹ có ý này. Nhưng một kiếp sau con hứa vẫn làm con của mẹ, làm anh của em Cám. Mẹ cứ bỏ con đâu. Em cứ bỏ anh đâu. Ở đây thiếu tiền lắm, ở đây lạnh lắm, thiếu ăn nữa. Cho mẹ tiền mặc một bộ nguyên nam. Đây là thân hay giả vậy? Mẹ ơi, con không muốn đi theo hai người đâu. Mẹ ơi, con không muốn đi với hai người đâu. Em với mẹ đói lắm. Tình tính tan là tan tính tình. Con cá bống ăn con cá to. What? Con cá to ăn cá bé. Cái gì nhỉ? Trời ơi, làm sao có thể thay đổi được cuộc sống này đây? Này, cuộc sống này làm sao mà phải cải thiện? Mọi thứ rất là tuyệt vời mà. Thế em không thấy khổ à? Hả? Mày đứng đây luyên tha luyên thuyên gì đấy? Không ra quét dọn đi. Làm thì lười mà. Đi, thay đổi hả? Thay đổi. Đi, thay đổi cuộc sống này. Đi làm đó mà còn đi lo học hành. Cảm ơn. Ngồi xuống. Đói quá mẹ ơi. Ăn à? Đói à? Ôi trời. Đi, quay lại nữa. Quá, thơm quá. Mẹ kẹp đất chín đi con à. Để con cho mẹ một ít. Đây, mẹ ăn đi. Mày con nhà ai mà khôn thế hả con? Ăn phần to, để mẹ phần bé. Mẹ to ăn cái bé mà con bé ăn cái to cho nó lớn. Mẹ ăn đi, không ăn đi. Ai? Cô này. Ta sẽ đi mua sắm hết cái thành phố này. Đi thôi. Đi từ kia. Mình mua chiếc xe SH này. Mình chả thấy con lợn nào nhảy qua đây chàng gì. Ô, ta nhìn thấy có con lợn rồi đấy. Ủa Cam, quên ra. Quay toàn là quay. Sao người giàu lại đổi đời nhanh như vậy hả? Thời buổi 4.0 rồi má. Giờ mà còn trồng khoai cuốc đất thì bao giờ mới khá lên được. Ăn khoai nhà em đi. Đi ra. Làm cái trò gì đây? Chị ơi, thế chị có cách nào giúp hai mẹ con em đời nó khấm khá lên tí không? Giúp chứ chị. Đúng rồi, được. Giờ cuộc sống có ngay. Ê, nhà của em đẹp tuyệt vời. Nhà cũng khá to đấy. Giao dịch thành công. Thành công. Nhớ chờ tin tốt của ta nha. Nhớ ít 10, ít 100, ít 1.000 lên nha. Nhớ đấy. Đừng quên. Có chuyện gì thế mẹ? Cái đồ nhà quê, biết cái gì mà hỏi. Đi cuốc khoai cuốc đất đi. Giật hết cả mình. Chúng ta cùng quê mà mẹ. Ai nhà quê với chị? Mẹ con em sắp đổi đời, sắp lên thành.
thành phố rồi con ạ. Trung tâm thành phố luôn. Là sao hả các bạn? Thì mẹ cấm sổ đỏ cho con bước đi để đầu tư với nó rồi. Khi nào mẹ thành tỷ phú thì mẹ sẽ để cái nhà này lại cho con. Nhất vậy đấy. Hay quá, hay quá. Chúc mừng. Thông báo đi Nô. Đi thông báo. Loa. Hiện nay đang có rất nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi của tập đoàn Búp Bê lợi dụng lòng tham để chiếm đoạt các tài sản của người dân. Triều đình thông báo người dân hãy cẩn thận. Loa. Chuyện gì thế nhỉ? Bà con chú ý. Anh Hoàng ơi, Tấm có chuyện gì đấy? Đây là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người để lừa họ đưa nhà đưa đất rồi đùng một cái sủi tâm biến mất. Hả? Lại còn có cả chuyện đó nữa sao? Đúng vậy, cho nên Tấm phải cẩn thận đấy, không lại bị lừa mất. Ta có tham. Hả? Mày ghê. Chết rồi mẹ ơi. Chuyện gì thế nhờ? Thôi Nô, chúng ta đi tiếp đi. Vâng ạ. Loa. Gánh đôi nỗi sầu, anh buông tay gánh đôi nỗi sầu. Anh gánh đi cả bóng hình. Cảm ơn mẹ muốn mua tối mẹ con mình đem tiền. Mẹ, em cá, xem đây. Cái gì? Nhìn đi, to chuyện rồi. Này, làm gì đấy? Mẹ xem đây. Gánh đôi giấy tờ, em buông tay gánh đôi giấy tờ. Không đâu, đâu đáng cạnh. Muốn mỗi tối không phải thương. Trời ơi, hai mẹ con kia này còn hát được nữa à? Đây, giấy cam kết. Ngày mai số tiền của bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Ký tên Búp Bê. Thấy chưa hả? Mở hai cái con ngươi ra mà nhìn cho rõ. Đấy. Thôi xong rồi, hai mẹ con vẫn chưa hiểu gì à? Hello. Xin mời hai bạn ra khỏi nhà. Đúng rồi. Ô hay cái bọn này. Đánh đuổi mẹ con mình đi á. Hai cái con người từ đâu tới đây hả? Đúng rồi, kiểm tra đi. Nhà nào của ông bỏ tay ra hả? Ôi trời. Ôi trời. Đồ nhà hả? Ôi trời, sao lại đánh con? Tôi có làm gì đâu. Ây da, đau qua. Cái con đội quay đi. Mày đến nhà bà mày còn lắm lời à? Ôi chị ơi, thôi tôi đi. Dừng lại chị. Được rồi, dừng lại đi. Thôi rồi. Xem cái gì? Cám, mày đọc cho mẹ. Mẹ ở bên này mẹ không thấy gì cả. Giấy bán nhà, bên A mẹ ghẻ, bên B Búp Bê. Ký tên Mộng Thì mẹ ghẻ. Ôm mẹ bán nhà từ lúc nào đấy? Hả? Bán nhà? Thôi xong rồi. Ai rồi ôi. Bán ôi, nhà? Chúng tôi kiểm tra nhà. Chú có làm gì đâu mà đánh ghê thế. Thôi đi về. Đi. Bán nhà rồi á? Thế là con ra đường ở rồi mẹ ơi. Ôi trời ơi, biết làm thế nào đây? Trời ơi, nhà của tôi mất hết rồi. Mất tất rồi. Mất xanh xanh xanh. Hai người không chịu nghe con cơ. Mất hết rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Loa. Để tránh bị lừa đảo thì mọi người hãy cẩn thận. Ui là nước ơi, nhà của tôi. Lại có một nạn nhân của vụ lừa đảo nữa rồi. Đi thôi. Vâng. Ui trời ơi, nhà của tôi. Thôi mọi người, đất của tôi. Đừng buồn nữa. Thần tài đến cám ơi. Cám. Ê mẹ ơi, hình như anh Hoàng tới tặng quà cho mình ý. Anh tặng quà cho em hả? Quà ư? Đúng là ta có một món quà đặc biệt dành cho hai người đấy. Đâu, nhà đang cần tiền lắm. Đưa đây. Anh tặng quà em. Đây là cái gì mà? Đó, có làm thì mới có ăn. Không có gì mà từ trên trời rơi xuống đâu. Giờ hai người hãy cầm những thứ trên tay mình, đi lao động để lấy lại những gì đã mất đi. Đúng rồi đấy. Thế là lại phải làm à? Chứ còn sao nữa. Các bạn hãy nhớ, trong cuộc sống này chúng ta phải làm việc, lao động thì mới có cuộc sống tốt đẹp được. Nhớ là tuổi nhỏ làm việc nhỏ nha các bạn. Giờ thì xin chào. Xin chào.
ban thưởng đang mở cuộc thi tuyển vợ. Mọi người mau đến ứng tuyển đi. Mời cả làng đến dự. Thời của mình đến rồi. Này, thời nè. Nghĩ vậy. Ở đấy mà mơ đi nhé. Lịch sử chuẩn bị gọi tên mình rồi. Cái đấy chỉ là trong chuyện cổ tích thôi. Giờ khác xưa rồi chị ạ. À. Này vẫn chưa có ai hả? Họ đang bán đến bảo hả? Chưa có. Đấy rồi. Cả con sâm có bú rồi cơ cả. Con sâm có bú rồi cơ cả. Chồng già thích gặp cỏ non. Chồng con. Này, cả vương quốc của mình có mỗi hai người này sao? Mỹ nữ các thứ đâu hết rồi? Cái con này. Hoàng thượng buồn cười. Em duyên dáng thùy mỹ nết na, xinh đẹp tuyệt trần, rất đáng với ngài mà. Ghê chết đi được. Em chào hoàng thượng. Tấp, mày không ở nhà rửa bát nấu cơm đi, mò đến đây làm gì hả? Thế ở nhà ăn lạc nhiều quá, lớn ngói lạc đến đây à? Con làm xong hết rồi à? Nhà thì một đống việc, mày đặt ăn mặc đến đây làm xấu mặt mẹ con ta. Đi về nhà. Đúng nấu cơm rửa bát. Ai cho mày đến đây nhà hả? Bao việc. Thân thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không biết điều gì cả. Hả con kia, có về nhà dọn dẹp không hả? Nói thế mà mặt cứ trơ trơ ra. Giết không thiết về nhà thôi. Rồi à, phần thi tuyển vợ xin phép bắt đầu. Ta làm gì mà các người trói ta thế hả? Thả ta ra nhanh lên. Thả ra. Mẹ ơi, con đi làm hoàng hậu mà người ta trói con như con chó thế này, con không chịu đâu. Mẹ yên lặng. Đây là phần thi thứ nhất. Các người phải tháo được sợi dây trong tay ra thì sẽ là người chiến thắng. Phần thi bắt đầu. Hả? Tháo dây á? Chồng
Đừng mệt. Ui. Tao đến chết mất. Hả? Quá đẹp quá, đẹp quá. Cô không những giỏi thể dục mà còn múa đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Thế bọn em được làm vợ của anh chưa? Hai người đi về đi. Kết quả anh ta sẽ công bố sau. Nhớ chứ, nhớ vào tận nhà em công bố. Mau về đi. Của mẹ. Xin chào hoàng thượng, em về trước ạ. Về sớm thế. Này hoàng thượng ơi, cô gái này vừa xinh vừa đẹp, lại còn tập thể dục giỏi nữa. Đúng rồi đấy. Lại còn hay nữa. 10 điểm. Ta cũng để ý cô ấy lâu rồi. Mẹ chắc chắn sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Mày đừng mơ, mày không có hợp vị trí. Cho tôi xin ít tiền. Ôi mẹ ơi, cái tay bẩn thỉu của bà ấy đụng vào cái 7 triệu đô của con. Bỏ ra. Tôi đói quá, cho tôi xin ít tiền. Nhem nhuốc giờ vậy? Bà định xin tiền á? Mẹ, bà ấy xin tiền. Để làm cái trò đây. Tôi cảm ơn. Đợt này đủ chưa? À, sáng nay ăn thừa gói bim bim, cho thêm nữa nhé. Gói đồ ăn thừa của ta đấy, lấy mà ăn. Đấy, bố thí cho. Ăn vào để có sức, mình xin bố khác nhé. Biết chưa? Ôi, được rồi, đi về con. Không làm mà đợi tay chân. Bà ơi, bà có làm sao không ạ? Tôi không sao, tôi cảm ơn cô. Đáp. Chị không về, chị ngồi đấy ba hoa làm gì đấy hả? Hay là đi theo cái bà ăn xin đấy đi. Về nhanh lên, ngồi đấy à? Dạ. Vâng, vâng con về ngay ạ. Chào bà. Này cô gái, ta có chuyện muốn nói. Ta có một đứa con trai, nhìn rất hợp với cô. Vậy cô có muốn làm con dâu ta không? Muốn. Bà không phải hỏi, tôi đồng ý thay. Nhà mẹ nha, đúng tôi mai mối cho. Về lấy đi, cả nhà đi ăn xin. Hai người tưởng tượng rất tốt. Con chào mẹ. Mẹ hoàng, con gọi ta là mẹ á. Mẹ con là hoàng hậu nha. Điện với nàng mẹ đến lúc đất bộ mình nữa rồi. Chỉ là mẹ làm hoàng thái hậu người con bị à. Đây là mẫu hậu của hoàng thượng, hay còn gọi là hoàng thái hậu. Hả? Cái bà này mà là thái hậu á? Ôi giời, thế thì á, ta phải là hoàng thái hậu. Biết chưa? Hoàng leo, ai cho các người lá gan đó? Lưu đâu? Lưu, dạ, có em đây ạ. Mau áp giải hai người họ vào đại lao. Chờ ngày xét xử có làm gì đâu. Nhanh lên mà vào đại lao. Chứ chuyện này là sao vậy hoàng thượng? Xin giới thiệu với nàng, đây là mẫu hậu của ta. Từ xa ta đã nhìn thấy những hành động tốt của nàng. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Đồng ý. Ta cũng vừa mắc cô gái này lắm. Đồng ý đi con. Dạ, nhưng còn mẹ ghẻ và em cám thì sao? Nàng đừng để ý đến hai người họ. Họ đã đối xử với nàng không ra gì. Đúng rồi. Từ giờ ta sẽ thay họ chăm sóc cho nàng. Đây của hoàng thượng ạ. Thiếp đồng ý.